Liệu 100 lớp mặt bằng thực phẩm có thể bảo vệ một quả bông bông nước rơi từ trên cao xuống hay không? Bên tay trái là quả bong bóng với 100 lớp màng bọc thực phẩm, và bên phải là quả bong bóng nước bình thường không có lớp màng bọc thực phẩm nào cả. Và tôi sẽ thả cả hai xuống từ ở trên cái mái nhà này. Trước khi thả thì tôi sẽ khoe kênh của tôi đã đạt được 332.000 người đăng ký. Nhanh tay bấm vào nút like và đăng ký kênh. Bắt đầu thả quả bong bóng màu hồng trước. Và bây giờ sẽ tới quả bong bóng với 100 lớp màng bọc thực phẩm.